bạn đã bao giờ nhìn thấy chú nhện xanh này? Những đầu sách cực hot này, những nội dung thú vị và cả kỳ quái kiểu này. Spyroom, cộng đồng viết hàng đầu Việt Nam với 100.000 người dùng trên website và hàng trăm nghìn fan trên tất cả các kênh đã chính thức hợp tác cùng WeScan để đưa đến những ưu đãi đặc biệt cho cộng đồng. Từ nay, bạn đã có thể làm nhiệm vụ trên WeScan và mua những cuốn sách hot hòn hòn của Spyroom như là cùng những mẫu áo độc quyền với mức giá ưu đãi, giảm tối đa tới 120.000 trên đơn hàng. Ngoài ra, bạn cũng có thể ủng hộ và để lại lời nhắn tương tác với đội ngũ Spyroom thông qua WeScan nữa. Vui lòng xem thông tin chi tiết tại wescan.vn/spyroom. Đây là bài viết Khách mời đám cưới, chọn đồ sao cho phù hợp của tác giả M. Nguyễn đăng trên spyroom.com. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi. Mời các bạn cùng lắng nghe bài viết. Câu nói em không có gì để mặc có thể coi là câu cửa miệng của nhiều cô gái. Thế nhưng, mỗi khi bước chân vào mùa cưới thì câu nói này mới phát huy được hết tác dụng của nó. Để chọn lựa được một bộ trang phục vừa thanh lịch quyến rũ nhưng lại không khiến mình kém duyên trong ngày trọng đại của người khác là một việc tưởng chừng là dễ, nhưng thực ra lại rất phức tạp với rất nhiều luật bất thành văn mà nhiều người dễ bỏ qua. Nếu bạn chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc chọn đồ dự đám cưới hay đang cần tìm cho mình một số ý tưởng cho một mùa cưới sắp tới, hãy tham khảo những bộ trang phục và phong cách sau đây. Đó là phụ nữ, không ai lại không muốn mình đẹp, nhất là trong ngày trọng đại nhất của cuộc đời. Vì vậy, không có một cô dâu nào lại muốn nhìn thấy một người phụ nữ khác trở thành tâm điểm trong đám cưới của mình cả. Trên tư cách khách mời, điều bạn có thể làm đó là chung vui và chúc phúc cho đôi trẻ, chứ không phải đến để chiếm spotlight. Ngày nay, các bạn trẻ nước nhà đã ngày càng cập nhật những xu hướng về tổ chức đám cưới trên thế giới. Việc những đám cưới có quy mô nhỏ gọn, ấm cúng với những chủ đề, theme được đặt rõ ràng. Vì vậy, nếu trên thiệp mời có ghi rõ quy định về trang phục, dress code giống như đám cưới của Ngô Thành Vân và Huy Trần, thì bạn nên thực hiện theo nhé. Phái đẹp châu Á thường ưu ái những bộ váy tao nhã, yêu kiều. Do đó, những bộ váy màu hồng nhạt, be nhạt với những họa tiết xếp ly, đính ren, bay bổng được rất nhiều cô gái ưa chuộng. Tuy nhiên, nếu không lưu ý kỹ và chọn một bộ đồ có phong cách quá cầu kỳ, thì bạn sẽ trở nên kém duyên và dễ bị nhầm lẫn thành trung tâm của tiệc cưới. Do đó, nếu muốn mặc theo tông màu pastel, bạn có thể chọn theo màu xanh nhạt, tím nhạt hay vàng chanh để khiến chúng trở nên khác biệt. Cũng là một thiết kế điển hình từ Self-Portrait, thương hiệu thời trang tầm trung tới từ Anh Quốc. Những chiếc váy hoa đỗ quyên Azalea trong tông màu xanh nhạt vẫn thanh lịch lại phù hợp hơn cho khách mời. Với những đám cưới được tổ chức vào buổi tối trong không gian sang trọng như khách sạn, bạn cũng có thể chọn cho mình một tông màu hơi sậm một chút như xanh cổ vịt hay xanh navy. Những chiếc váy này nếu chọn không đúng thường dễ tạo cảm giác già dặn. Do đó, khi chọn những chiếc váy tông màu này, bạn hãy tránh chọn những thiết kế quá kín cổng cao tường với những đường may đậm chất váy áo văn phòng, mà thay vào đó là những thiết kế có chất liệu đặc sắc một chút, sang trọng một chút để mang lại sự tươi mới cho những tông màu có phần cũ kỹ. Bên cạnh hai tông màu tuyệt đối không nên mặc khi đám cưới là trắng và đen, thì đỏ cũng là một tông màu bạn nên hạn chế chọn lựa, nhất là khi được mời tới đám cưới có phần truyền thống. Bạn giống tôi, là fan của màu đỏ, bạn có thể chọn cho mình một tông đỏ hơi đậm một chút như đỏ Bordeaux. Điểm khác biệt nhất giữa những thiết kế cao cấp và bình dân nằm ở phần chất liệu. Thiết kế có thể vay mượn, nhưng chất liệu là điều tạo nên sự khác biệt. Như chiếc váy midi chấm bi trên màu đỏ Bordeaux tới từ thương hiệu cao cấp Zimmermann, được làm từ chất liệu silk georgette cao cấp, nhìn mỏng nhẹ nhưng lại bền hơn nhờ cách dịch xoắn sợi. Chất liệu 100% lụa tơ tằm thoáng mát, khác xa với những chiếc váy hàng nhái từ polyester. Ngày nay, đám cưới không chỉ diễn ra ở những trung tâm hội nghị, nhà hàng hay khách sạn. Những cặp đôi có điều kiện có thể tổ chức những lễ cưới bên bờ biển, ra nước ngoài hay những vùng đồi núi đẹp như Đà Lạt hay Tam Đảo. Cũng có những cặp đôi hướng về cội nguồn và có một đám cưới truyền thống. Khi tới dự đám cưới ở một hoàn cảnh, địa điểm khác nhau, bạn hãy lưu ý và chọn cho mình một phong cách phù hợp. Với một đám cưới truyền thống được tổ chức ở đền, chùa hay nhà thờ, lịch sự là yếu tố quan trọng nhất. Hãy tiết chế những chi tiết cắt xẻ cũng như đảm bảo độ dài của trang phục một cách phù hợp. Một chiếc váy dài ngang đầu gối, không hở vai hay một bộ jumpsuit sẽ là lựa chọn an toàn cho bạn. Hãng thời trang trẻ Nobody's Child mang tới rất nhiều những chiếc váy như thế với hàng trăm hoa văn, họa tiết cho bạn thoải mái lựa chọn. Cách đây hàng trăm năm, elopement là cách các cặp đôi bị cấm cản bỏ trốn tới một vùng đất mới có thể ở bên nhau. Nhưng ngày nay, nhất là sau thời kỳ Covid,
elopement được dùng để chỉ những đám cưới có quy mô siêu nhỏ và được tổ chức ở một địa điểm đặc biệt và thường là những nơi gần gũi với thiên nhiên. Khi tới dự một đám cưới với xu hướng elopement, hay như cách tôi vẫn gọi là đưa nhau đi trốn, thì một chiếc váy có phần thoải mái như váy quấn, tức wrap dress, sẽ phù hợp hơn là những chiếc đầm quá sang trọng hay cầu kỳ. Trong từ điển của phái đẹp, hai từ thoải mái và đẹp thường rất ít khi đi đôi với nhau. Thế nhưng, những chiếc wrap dress lại hội tụ đủ cả hai yếu tố này. Trong một đám cưới có phần thoải mái như elopement, bạn cũng hoàn toàn có thể đu theo các xu hướng có phần táo bạo một chút như váy xẻ cao hay cut out. Như chiếc váy có tên gọi rất kêu, The Westerly, tới từ hãng thời trang Reformation, dưới đây với đường xẻ ngút ngàn, vừa thanh lịch lại sexy. Điểm trừ duy nhất ở chiếc váy này chính là nó rất lộ dáng và kén người mặc. Tuy nhiên, với những cô gái có body chuẩn từng cm thì một thiết kế đơn giản như thế này lại có sức ảnh hưởng lớn hơn những thiết kế cầu kỳ. Với nhiều cô gái, đám cưới là ngày họ đã mơ tới từ khi còn nhỏ. Họ muốn trở thành một cô công chúa đúng nghĩa trong ngày trọng đại. Họ không tiếc thời gian và tiền bạc để biến lễ đường của mình đẹp như thiên đường được trang hoàng lộng lẫy ngoài sức tưởng tượng. Nếu bạn nằm trong danh sách khách mời tới một đám cưới như vậy thì cơ hội để bạn bung lụa chính là lúc này. Không phải cô gái nào cũng thích những bộ váy áo yêu kiều. Một bộ jumpsuit hay play suit có cấu trúc vừa mang lại vẻ mạnh mẽ, cá tính nhưng không làm mất đi sự quyến rũ, nữ tính vốn có của phái đẹp. Cuối cùng, đã có rất nhiều người đã hỏi tôi liệu phụ nữ có thể mặc suit đi dự đám cưới được không? Câu trả lời hoàn toàn là có. Thay vì những bộ suit tối màu và những chiếc áo sơ mi gò bó, bạn hãy thử những bộ suit có màu sắc tươi sáng, có form dáng vừa vặn hoặc theo xu hướng oversize và phối cùng crop top hoặc tank top để tạo cảm giác trẻ trung và ấn tượng. Hy vọng là các bạn thích bài viết lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu như các bạn thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi.